thỏa thuận khôi phục hai nhà thờ lâu đời ở Mosul, Iraq. UNESCO đã ký với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất một thỏa thuận hồi sinh tinh thần Mosul qua việc khôi phục các nhà thờ Al-Tahera của Công giáo Syriac và nhà thờ Al-Salatin. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tái khởi động sự đa dạng văn hóa và tôn giáo của thành phố này, vốn đã bị tổn hại nặng nề do nhà nước Hồi giáo tự phong tấn công. Số Kitô hữu ở Mosul trước khi bị quân Caliphate chiếm thành phố năm 2014 có khoảng 15.000. Hai năm sau ngày giải phóng trở lại, chỉ còn vài chục người. Họ trở về Mosul rất khó khăn vì thành phố vẫn tiếp tục không chắc chắn. Thực tế hàng ngày là những con đường hư hại, những ngôi nhà và trường học đổ nát, nhà thờ thì trong tình trạng xuống cấp. Và chính từ những thánh lễ an toàn và phục hồi các nhà thờ, UNESCO muốn làm điểm xuất phát cho sáng kiến, làm sống lại tinh thần Mosul. Qua việc ký thỏa thuận, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Phát triển Tri thức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nour bint Mohammed Al-Kabi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục hồi và mở lại các nhà thờ bị hư hại trong thời gian Daesh chiếm đóng. Không chỉ vì giá trị của chúng như một di sản văn hóa, mà còn là bằng chứng cho thấy sự đa dạng vốn là điểm đặc trưng của thành phố này. Nhà thờ Al-Tahera được xây dựng từ năm 1859 đến năm 1862, đã bị phá hủy nghiêm trọng trong những năm gần đây, với hầu hết các cổng và tường bên ngoài bị sụp đổ. Ngoài ra, nhà thờ Al-Sa'a được hoàn thành năm 1873, được gọi là nhà thờ đồng hồ, đã bị hư hỏng nặng trong thời gian những kẻ cực đoan chiếm đóng và cướp phá. Sau khi được khôi phục, nhà thờ sẽ phục vụ vừa là nơi thờ phượng, vừa là một trung tâm cộng đồng cho cư dân Mosul.